Hello, chào quý chị và các bạn. Vào hôm thứ Hai ngày 30 tây tháng 11, ở tiểu bang Florida có hai vợ chồng người Việt Nam làm chủ một tiệm tập hóa ở thành phố Maldora. Hai vợ chồng này đã bị cướp ngay buổi tối ngày 30 tây tháng 11. Người vợ thì đã bị thiệt mạng và người chồng thì hiện nay trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Cảnh sát trưởng Pressme cho hay trong cuộc họp báo sáng ngày thứ Ba rằng cả hai nạn nhân, là chủ của tiệm tạp hóa TNN Market. Tiệm tạp hóa này nằm trên con đường North Grandville Street. Vào buổi tối đêm thứ hai, trong lúc hai vợ chồng này đang chuẩn bị đóng cửa tiệm tạp hóa để đi về nhà, thì cả hai đều bị tên cướp bắn cho mấy phát. Người chồng tên là Kim Ba Jin, có tên tiếng Mỹ là Ken, năm nay 56 tuổi. Còn người vợ tên là Minh Nguyên, có tên tiếng Mỹ là Tina, năm nay 47 tuổi, ông cảnh sát trưởng resme nói rằng cảnh sát viên tìm thấy ông kim ba trinh và bà minh nguyên ở bên trong tiệm tạp quá với các vết thương trên cơ thể do bị trúng đạn theo lời cảnh sát trưởng resme là bà minh nguyên đã được xác nhận là đã chết ngay tại hiện trường còn ông kim ba trinh thì được cấp cứu bằng trực thăng đưa tới bệnh viện central florida regional ở sanford và hiện giờ ông Kim Ba Trinh ở trong tình trạng rất là nguy kịch. Đây là những hình ảnh từ cái video bên ngoài tiệm ghi nhận được cho thấy một người mặc đồ sậm tay cầm khẩu súng chạy từ ở ngoài đường vào. Trong khi ông Kim Ba Trinh đang thu dọn đồ đạc để bỏ vào trong xe, hung thủ dằn co với ông Kim Ba Trinh và buộc ông phải quay trở lại vào trong tiệm. Sau đó thì vụ nổ súng bắt đầu xảy ra ông cảnh sát trưởng có nói thêm rằng trong khi vụ nổ súng xảy ra thì không có ai hiện diện khác ngoài hai vợ chồng này và đây là hình ảnh của hai vợ chồng người ngồi bên trái là ông kim ba trinh và người ngồi bên phải là bà minh nguyên những hình ảnh ghi nhận được từ cái video bên ngoài tiệm cho thấy tên cướp sau đó chạy ra khỏi tiệm tay cầm cái túi màu trắng nhưng cảnh sát cho biết là hiện nay vẫn chưa biết là anh ta đã lấy cái gì ra khỏi tiệm. Tên cướp được ghi nhận là một người đàn ông, dáng người gầy ốm. Và cái vụ nổ súng này đã làm cho dân chúng địa phương ở khu vực đó hết sức là bàng hoàng. Người anh họ của nạn nhân tên là Mike Reynolds. Anh ta cho biết là anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao ai đó đã làm hại tới ông Kim Bá Trinh và bà Minh Nguyên. Anh ta nói là hai vợ chồng này rất là tử tế, có một ai đó mà cần giúp đỡ thì hai vợ chồng này sẵn sàng giúp đỡ. Những người hàng xóm xung quanh đây thì họ cũng đồng ý như vậy. Họ nói thật đau lòng, những người tốt như vậy mà bây giờ lại bị hại như thế này. Cửa tiệm tạp quá T&N Market này là nơi nhiều người dân ở thành phố Modora đều biết đến. Và họ nói rằng hai vợ chồng này rất là thân thiện và tử tế với tất cả mọi người. Có rất là nhiều người đã mang hoa và bong bóng tới trước cửa tiệm của hai vợ chồng và cùng nhau thả bong bóng lên trời để cùng nhau tưởng nhớ tới người đã mất. Đó là bà Minh Nguyễn và cầu nguyện cho ông Kim Ba Trinh sớm bình phục. Và đây là những hình ảnh mà người dân trong vùng mang hoa và bong bóng đến đặt trước cửa tiệm của hai vợ chồng. Có một cái người tên là Emily Bieber cho biết là họ có mở một cái trang tên là GoFundMe. Cái trang GoFundMe này lập ra là để giúp đỡ cho gia đình nạn nhân trang trải chi phí tăng lễ về y tế và đã có rất nhiều người đã đóng góp. Tính cho tới ngày hôm nay là gom được một số tiền gần khoảng 26.000 đô. Tới đây mình xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.